Dòng tâm sự thứ nhất, bố mẹ vợ tương lai hứa cho nhà, nhưng không cho tôi đứng tên. Mẹ tôi đưa ra yêu cầu, họ liền đổi ý. Ngày đó, bố mẹ bạn gái bảo rằng việc ai đứng tên không quan trọng. Điều quan trọng là tôi và bạn gái sống có hợp nhau hay không, có đối xử tốt với bố mẹ hay không. Vậy thì mẹ của chàng trai đã đưa ra yêu cầu gì khiến cho gia đình thông gia lại đổi ý nhanh như vậy? Cũng như là những tình tiết xảy ra trong dòng tâm sự là như thế nào? Sau đây, Tasha xin được phép đọc chi tiết nội dung của dòng tâm sự để gửi đến cô chú anh chị và các bạn. Kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Tôi yêu Thảo từ hồi học cấp 3. Sau khi tốt nghiệp đại học thì tôi đi du học, còn cô ấy đậu đại học. Từ ngày rời trường, chúng tôi bận rộn với việc học, ai cũng có nhiều bạn bè mới. Với lại khoảng cách quá xa khiến cả hai không còn tình cảm với nhau nữa. Suốt 7 năm du học và làm việc, tôi cảm thấy bản thân không phù hợp nơi xứ người nên quyết định về quê hương sống và làm việc. Trong ngày họp lớp, tôi gặp lại Thảo. Vì cả hai chưa có người yêu nên tình cảm ngày xưa nhanh chóng được nối lại. Khi tình yêu đã chín mùi và công việc đã ổn định, cả hai quyết định tiến đến hôn nhân. Vì gia đình Thảo có điều kiện nên mẹ cô ấy cho chúng tôi một ngôi nhà vừa mới xây vào năm trước. Hôm hai gia đình gặp nhau, bố mẹ bạn gái công khai sẽ cho chúng tôi ngôi nhà đó. Bác trưởng tộc của gia đình tôi đã thẳng thắn hỏi: thế ông bà định khi nào sẽ sang tên nhà cho các cháu? Và rồi mẹ Thảo đã đáp: hiện tại sổ đổi nhà vẫn còn đang đứng tên em. Tài sản đó trước sau gì cũng thuộc về các cháu. Việc ai đứng tên không quan trọng, điều cần thiết là hai cháu sống có hợp nhau hay không, có đối xử tốt với bố mẹ hay không. Sau buổi gặp mặt ngày hôm đó, gia đình tôi xảy ra hai luồng ý kiến trái chiều. Mẹ và các bác gái thì khuyến khích chúng tôi nên làm đám cưới sớm, quan tâm về đến chuyện nhà cửa. Ai đứng tên cũng được, miễn sao sống hạnh phúc là được. Còn bố và các bác trai thì bảo rằng không sang tên nhà thì không cứ xin gì cả, sống trong ngôi nhà đó chẳng khác gì ở rể. Mọi người đều có ý đúng. Cuối cùng tôi chọn cách sống thử trong ngôi nhà mới của Thảo một thời gian. Nếu như cảm thấy hợp thì tôi sẽ quyết tâm cưới mà không cần đứng tên trong sổ đỏ gì cả. Và rồi sống cùng nhau, tôi mới hiểu rõ hơn về con người thật của Thảo. Cô ấy không tuyệt vời như vẻ bề ngoài vốn có. Cả hai cùng đi làm, thế nhưng về đến nhà, cô ấy không động tay vào bất kỳ việc gì trong nhà. Nếu tôi nấu cơm thì cô ấy ngồi bấm điện thoại hay ngồi máy tính chơi game. Tôi mà gọi Thảo xuống bếp phụ nấu ăn cho vui thì cô ấy không biết làm gì cả, rồi cô ấy bảo hãy kéo nhau ra quán cho nhanh. Quần áo giặt xong, chỉ có tôi phơi. Mỗi lần nhờ Thảo làm thì cô ấy kêu đau đầu và mệt mỏi. Cô ấy tìm đủ mọi lý do để từ chối. Ở với nhau cả nửa năm trời mà chưa bao giờ tôi thấy cô ấy cầm cây chổi lau nhà hay cái khăn lau bàn. Vậy mà cứ ăn trái cây hay bánh kẹo ở đâu là chậu đó đầy vỏ, nhưng không bao giờ cô ấy chịu dọn dẹp. Tuần vừa rồi, bố mẹ tôi qua chơi. Thấy cảnh tôi đang cầm củi nấu ăn trong bếp, còn bạn gái thì ngồi trang điểm trước gương. Mẹ tôi đã nhắc khéo: tối rồi xuống cùng thằng Thái nấu cơm đi, đẹp rồi trang điểm làm gì nữa. Và rồi Thảo đã đáp lại mẹ tôi: phụ nữ phải biết làm đẹp, xấu xí cháu sợ con trai bác sẽ bỏ rơi. Mẹ tôi nói vẻ đẹp ngoại hình của người phụ nữ rất quan trọng, nhưng khi đã là vợ chồng với nhau thì người ta sẽ sống bằng vẻ đẹp nội tâm là chính. Không một người đàn ông nào chấp nhận người vợ tối ngày chỉ biết làm đẹp cho vẻ bề ngoài mà quên đi việc nội trợ và cơm nước cho chồng con. Mẹ tôi khuyên bảo nhẹ nhàng tử tế, thế mà Thảo đã gắt lên: cháu đi lấy chồng chứ không phải đi làm giúp việc đâu bác à. Nói xong, cô ấy đứng dậy đi vào phòng và đóng rầm cửa lại. Gia đình tôi quá bất ngờ trước thái độ vô giáo dục của Thảo. Mẹ tôi bảo bỏ ngay còn kịp, mẹ không thể chấp nhận người con dâu mất nết như thế. Ngay tối ngày hôm đó,
mẹ tôi đã gọi điện cho mẹ Thảo đến để nói chuyện về chúng tôi. Khi biết gia đình tôi không tán thành cuộc hôn nhân này, mẹ Thảo đã thay đổi quyết định. Bác ấy hứa sẽ sang tên sổ đỏ cho chúng tôi nếu như tôi đồng ý cưới. Khi nghe nhà gái nói như thế, bố mẹ tôi cũng tán thành chuyện cưới xin, bởi vì nếu chia tay thì tôi cũng được một nửa ngôi nhà. Nhưng tôi không muốn vì nửa ngôi nhà mà đánh mất giá trị bản thân mình. Tôi sợ sau khi cưới, sống không hợp nhau rồi cuối cùng cũng phải ly hôn. Dù là đàn ông hay đàn bà, thì khi đã qua một lần đò, giá trị con người sẽ giảm đi rất nhiều. Chính vì thế, tôi đang rất phân vân, không biết nên cưới hay là chia tay. Dòng tâm sự thứ hai, đến nhà bạn trai ra mắt, tôi hốt hoảng khi gặp bố anh. Tôi rung lên bần bật khi gặp người đàn ông mà bạn trai gọi là cha dượng. Tôi vào thành phố học tập và sinh sống ở đây cũng được một thời gian. Nhờ phấn đấu và nỗ lực không ngừng nghỉ, cộng thêm việc tiết kiệm tối đa có thể mà tôi đã mua được một căn chung cư, có nơi ăn chỗ ở đàng hoàng. Hiện tại tôi đang làm nhân viên của một công ty nước ngoài với mức lương khá cao và cuộc sống rất ổn định. Tháng nào tôi cũng gửi tiền về cho mẹ ở quê. Bà hiện sống một mình, sức khỏe cũng đã yếu nên không làm ra tiền được. Tuổi thơ của tôi rất cơ cực khi không có bố ở bên cạnh. Năm tôi tròn 8 tuổi, bố đã bỏ mẹ con tôi để đi theo một người phụ nữ khác. Ông đi biệt tích. Bao nhiêu năm nay tôi cũng không biết bố còn sống hay đã chết. Ông cũng không bao giờ liên lạc hay đổi hoài gì đến đứa con gái này. Mỗi khi có ai hỏi, tôi đều bảo bố mình đã chết từ lâu rồi. Tôi vẫn giữ lại tấm ảnh chân dung của ông. Những khi mệt mỏi, tôi đều xem ảnh của ông và tự nhủ phải sống thật tốt, phải thật giàu có. Để lỡ sau này có ngày chạm mặt lại ông, tôi vẫn sẽ ngẩng cao đầu hãnh diện. Và nhất định tôi không bao giờ gọi ông bằng tiếng bố thiêng liêng nữa. Tôi yêu Hoàng đã hơn 4 tháng nay và chưa đến nhà anh chơi lần nào. Hoàng nhỏ hơn tôi 3 tuổi, cũng có công việc làm ổn định. Anh rất ít kể về gia đình của mình, chỉ bảo nếu như cưới thì sẽ ra ở riêng vì anh không muốn sống chung với cha dượng. Tôi cũng lờ mờ đoán ra được bố mẹ anh đã ly hôn và mẹ anh đi thêm bước nữa. Anh với người cha dượng kia cũng không hòa thuận với nhau. Hôm qua tôi đến nhà bạn trai để ra mắt bố mẹ anh. Mẹ bạn trai pha cho tôi một ly nước cam. Bác ấy hiền từ hỏi về công việc cũng như gia đình của tôi. Một lát sau thì bố dượng của anh về. Vừa thấy ông ấy, ly nước cam trên tay tôi đã rung bần bật lên. Người đàn ông đó chẳng phải ai khác mà chính là bố ruột của tôi. Người đàn ông đã bỏ rơi tôi suốt 20 năm qua. Ông ta thấy thái độ lạ lùng của tôi thì chăm chú nhìn tôi. Khuôn mặt và ánh mắt ấy dù có già hơn trong bức ảnh mà tôi đang giữ, nhưng làm sao tôi không nhận ra ông ta được. Hóa ra ông ta chính là cha dượng của Hoàng. Sau giây phút bàng hoàng đó, tôi cố trấn tĩnh mình và bịa ra một lý do để ra về ngay. Lúc bước ra cổng, tôi vẫn cảm thấy ánh mắt của ông ta đang nhìn theo bóng lưng của tôi. Sau buổi gặp mặt ngày hôm đó, tôi không biết có nên tiết lộ sự thật cho Hoàng biết hay không. Tôi cũng không biết phải làm sao để đối diện với ông ta trong tương lai. Nếu tôi và Hoàng tiến đến hôn nhân thì tôi phải làm sao đây? Như vậy là Tasha vừa mới chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn hai dòng tâm sự của chương trình ngày hôm nay. Thì qua hai dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, Tasha cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những dòng tâm sự tiếp theo. Xin mến chào.